Hello, xin chào các bạn. Hôm nay đi đá bóng, ghi hẳn một bàn luôn. Kinh. Ok, xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để thêm một đoạn văn bản vào video với phần mềm Filmora nhé. Phiên bản mình đang dùng là Filmora 11. Bạn nào muốn cập nhật lên thì các bạn có thể cập nhật. Còn nếu như mà bạn dùng Filmora 9, Filmora 10 ấy, thì các bạn cũng thêm được. Thứ hai, việc thêm chữ ở phần mềm ấy thì tương đối đơn giản. Tức là thêm chữ ở video ấy, thì nó tương đối đơn giản thôi. Thế nhưng mà thêm một đoạn văn bản thì các bạn sẽ cần biết một số mẹo. Tại vì nhiều khi nếu không ấy, thì các bạn khó thêm. Ok, mình chỉ cho các bạn cái ví dụ nhé. Ví dụ ở đây là trên timeline của mình nhé. Mình sẽ play nhé. Có một cô gái, đúng không? Làm một đoạn văn bản giới thiệu về cô gái. Thứ hai, cái kiểu này bạn có thể áp dụng, nói chung là tùy các bạn dùng làm gì cũng được. Bạn có thể lấy ảnh của ai đó rồi bạn có thể thuyết minh nói chuyện về người đó cũng được. Ví dụ như này đó, thì ở đây ví dụ mình có thể bắt đầu đọc là đây là một cô gái rất xinh xắn và tốt bụng. Cô luôn sống lạc quan yêu đời và luôn muốn truyền năng lượng tích cực của mình cho mọi người. Tuy nhiên đến một ngày cô biết mình mắc một căn bệnh nan y không thể nào chữa khỏi. Đó là căn bệnh đã bám víu lấy cô từ khi lọt lòng mẹ. Bệnh nghèo. Bệnh này ai mắc, mình cũng đang mắc. Thì ở đây như các bạn thấy là mình sẽ có 3 đoạn, tức là 3 đoạn văn bản và mình cho nó chạy từ dưới lên. Thế là cái kiểu này ấy, thì các bạn sẽ thêm ở cuối video hoặc là các bạn có thể làm cái video kiểu này cũng được. Tức là video có chữ này, video có chữ chạy xong nó có giọng của bạn đọc. Thì để mà thêm cái này thì rất đơn giản là bạn sẽ có thêm các cái hộp. Tức là ở đây sẽ có các hộp title nhé. Hộp 1, hộp 2, hộp 3. Mình thêm 3 cái hộp này ấy, và mình kéo dài nó ra để cho cái chữ nó chạy chậm đi. Bởi vì là khi mà thêm chữ vào Filmora ấy, bạn có cái hộp title trên timeline, nếu như mà nó nhỏ, tức là nó ngắn ấy, nó ngắn khoảng 5 giây hay là 3 giây gì đấy, thì khi mà bạn có một cái đoạn văn bản dài ấy, thì là cái chữ nó chạy rất là nhanh. Dù bạn có chỉnh cái hiệu ứng animation ở trong trong cái gọi là cái công cụ chỉnh chữ nâng cao của Filmora ấy, chỉnh cho nó chậm nhất rồi thì nó vẫn là chạy nhanh. Thực ra là bạn phải kéo dài nó ra, tức là một đoạn dài thì bạn sẽ phải kéo dài cái title nó ra. Ví dụ ở đây cái title thứ nhất của mình là mình để là 24 giây cho một cái đoạn này, đoạn này này, đoạn màu trắng này nhé. Mình đã highlight cái đoạn màu trắng này. Đấy. Là một cô gái rất xinh xắn tốt bụng này, bệnh nghèo. Thế còn cái đoạn thứ hai thì mình cũng để tương tự như thế. Tương tự như thế và mình cho nó bắt đầu từ ngay chỗ số dây số 7 này. Dây số 7 này khi mà cái chữ bệnh nghèo này nó đi từ dưới màn hình lên ấy, thì mình sẽ đặt tiếp một cái title tiếp theo. Thì bây giờ để mình sẽ xóa cái này đi nhé. Mình hướng dẫn các bạn làm từ đầu cho nó dễ. Đầu tiên các bạn sẽ xóa cái này đi. Sau đó thì các bạn sẽ đưa cái video này. Video này thì là mình lấy ở trên chỗ cái kho miễn phí của Filmora thôi. Ví dụ bạn muốn đưa cái chữ vào từ đầu thì các bạn đi đến phần này, phần title nhé, title. Sau bạn tìm một cái nào cũng được. Nhưng mà mình thì mình dùng cái phần title tiếp theo này. Mình dùng cái title số 29 này chẳng hạn. Bạn có thể dùng cái default title này cũng được, title mặc định. Sau bạn kéo, bạn thả xuống timeline. Thì mặc định của nó ấy, tức là mặc định của nó thì chỉ có 5 giây thôi. Các bạn sẽ kéo dài nó ra. Ví dụ bạn kéo dài nó khoảng 24 giây chẳng hạn trong một đoạn. Thì cái đoạn văn bản đấy ấy, thì có, tức là có cách là bạn sẽ phải gõ cái đoạn văn bản đấy vào. Hoặc là các bạn có thể gõ ra Word này. Đây, không, cái Word này là mô tả bằng tiếng Anh. Bạn gõ ra Word, sau bạn copy, bạn dán vào. Tuy nhiên ấy, khi mà copy ấy, thì các bạn nhớ là các bạn sẽ phải copy từng dòng nhé. Copy từng dòng, một dòng một thôi. Chứ không được copy cả đoạn. Bởi vì là khi mà copy dán cả đoạn vào Filmora ấy, thì nó sẽ thành một cái đường dài này này. Đường dài đấy thì bạn lại phải ngắt dòng rất là mệt. Bởi vì Filmora thì nó không có ngắt dòng tự động. Ví dụ nếu như mà mình kích đúp vào cái title này nhé, nó cho mình một cái hộp như này. Một cái hộp này, tức là hộp này để nhập chữ. Nếu như mà nó cho phép mình là cứ ở đến cuối hộp này là ngắt dòng tự động đi chẳng hạn thì nó tốt hơn. Nhưng mà bây giờ phần mềm nó chưa có, đâm ra mình cũng chịu thôi, chả biết làm nào. Thì đầu tiên là mình sẽ phải format cỡ chữ này. Xong đấy là cái, ví dụ mình sẽ đánh vào đây. Đây là một cô gái chẳng hạn. Một cô gái xinh xắn, đáng yêu. Đáng yêu chẳng hạn. Thì các bạn sẽ nhìn vào cái cỡ chữ này nhé. Cỡ chữ ở đây đang là cỡ chữ 68 thì nó sẽ tràn ra ngoài, trông rất khó chịu. Đầu tiên là các bạn sẽ đổi cái phông cho nó để cho nó đỡ bị lỗi phông. Ví dụ ở đây cái phông mình dùng ấy là cái phông Roboto, thì mình sẽ chọn lại cái phông Roboto.
Nếu mà bạn thích cái phông Roboto này thì bạn có thể ấn vào cái nút này nhé, ấn nút trái tim này để đưa nó vào cái mục yêu thích của bạn nhé. Ví dụ Roboto con đen đấy, hoặc là Pattaya này cũng được. Lúc nãy là cái phông Pattaya Regular thì mình có thể chọn cái phông Pattaya Regular. Sau đó là mình sẽ phải đổi cái cỡ chữ cho nó, chứ là để cho một cái dòng chữ này nó hợp với lại cái video của mình thì mình sẽ đổi nó xuống. Ví dụ mình sẽ đổi xuống 32 chẳng hạn. Đó, 32 thì nó tương đối bé, mình sẽ để 44 chẳng hạn. Đó, 44 hoặc là 60 chẳng hạn. 60. 60 thì chữ nó to như này, thì đấy là tùy các bạn nhé. Thì các bạn sẽ phải format cái cỡ chữ làm sao để cho nó tức là vừa khớp với cái khung hình ở trên đây. Nếu mà để cho an toàn hơn ấy, thì các bạn sẽ hiện ra cái phần mà vùng an toàn. Để hiện vùng an toàn ấy, bạn nhấn một cái phím có cái máy tính này, sau bạn ấn vào đây show shape zone nhé. Tức là cái vùng an toàn của cái video, tức là nó sẽ hiện chữ ở đấy thì nó sẽ không bị mất. Ví dụ ở đây có hai cái đường trắng này, bạn đặt nó ở trong cái khung màu trắng ở bên trong, thì ở đây mình sẽ đặt cỡ chữ là 50 chẳng hạn. Đó, 50 thì nó sẽ chạy ở giữa này. Ok, sau khi 50 thì bạn nhớ là một cái câu này đến cái chỗ này, bạn chấm ở đây chẳng hạn, đến cái chỗ này là nó sẽ hết một câu. Đâm ra là cứ đến cái vị trí này là bạn phải ngắt câu, bạn enter để ngắt câu nhé. Đây là một cô gái xinh xắn đáng yêu, cô rất yêu đời chẳng hạn, yêu đời và lạc quan về cuộc. Đó, về cuộc chẳng hạn. Bây giờ chữ sống nếu mà bạn đánh vào tiếp là nó sẽ bị tràn ra ngoài, thì bây giờ bạn phải enter xuống dòng. Đó, xong bắt đầu sống. Đó, sau là chấm, cô làm việc chăm chỉ chẳng hạn. Đấy, chăm chỉ ăn chơi cũng rất chăm chỉ, rất nhiệt tình. Ok, ví dụ mình có một cái đoạn văn bản như này, thì khi mà các bạn muốn một cái đoạn văn bản như này, sau đấy là các bạn có thể làm tiếp một cái đoạn văn bản khác. Ví dụ bây giờ mình sẽ chọn cho nó cái hiệu ứng animation nhé. Animation là nó lăn từ dưới lên ấy, tức là cái dạng gọi là up roll ấy. Up roll bạn có thể chọn down roll hoặc left roll, right roll, tùy. Left roll thì lăn từ bên trái, right roll là lăn từ bên phải. Còn up roll thì lăn từ dưới. Lăn từ dưới lên trên, thì cái kiểu lăn từ dưới lên trên này nó phù hợp với cái kiểu là end credit ở cuối video của các bạn ấy. Thì mình sẽ kích đúp vào đây. Tức là chọn animation, sau chọn up roll. Đó, sau nhấn vào ok chẳng hạn. Đấy, ví dụ đây là một cô gái xinh xắn đáng yêu, cô rất yêu đời và lạc quan về cuộc sống, cô làm việc chăm chỉ, ăn chơi cũng rất nhiệt tình. Đó, còn để chỉnh nhanh chậm ấy, thì thực ra thì có hai cách nhé. Một là nếu mà bạn muốn nó nhanh hơn ấy, thì các bạn có thể rút ngắn cái title ở trên timeline này. Ví dụ bạn kéo nó thì đang 24 giây ấy, thì các bạn có thể kéo nó về 10 giây rồi chẳng hạn, nó sẽ chạy nhanh hơn. Kích vào đây. Đó, đây là một cô gái xinh xắn đáng yêu, cô rất yêu đời và lạc quan. Bạn kéo nữa thì nó sẽ nhanh hơn nữa, ví dụ cho nó thành kiểu 4 giây, 5 giây gì đấy, thì nó sẽ chạy vèo vèo. Đấy là cách thứ nhất. Thế còn cách thứ hai thì các bạn có thể chỉnh nó ở cái cửa sổ nâng cao. Ví dụ mình chỉnh nó để đây là 14 giây chẳng hạn nhé. 14 giây cho tốc độ ấy, tốc độ nó cũng tương đối ok đấy, thực ra tốc độ ok. Nhưng mà để mà chỉnh tiếp thì các bạn có thể kích vào đây Advanced Edit này. Trong cái Advanced Edit này thì bạn sẽ có hai cái thanh màu trắng này nhé, để bạn chỉnh cái hiệu ứng. Tức là cái animation, bạn kéo về bên trái thì nó sẽ nhanh hơn, kéo bên phải nó sẽ chậm hơn. Đây là cái phần mà chạy vào. Thế còn nếu mà phần chạy ra này cũng thế này, nếu mà bạn kéo về bên này nó sẽ chạy ra là nhanh hơn. Play lại các bạn xem, nó cũng chỉ nhanh hơn một tí thôi. Thế là nếu về cơ bản là các bạn nên điều chỉnh ở bên ngoài, điều chỉnh cái thời gian của cái hộp title này cho nó ngắn thôi thì nó sẽ chạy nhanh. Ví dụ đây, kéo nó sang bên này tí cho nó có nhanh hơn tí nào. Đó, nó chỉ nhanh hơn được một tí thôi. Ok, đấy là kích vào ok. Ví dụ đấy là xong cái hộp thứ nhất, cái đoạn văn bản thứ nhất, nó rất là đơn giản đấy thôi. Thế còn bây giờ nếu mà bạn muốn thêm một cái đoạn văn bản thứ hai, bạn làm tương tự như thế. Nhưng mà ví dụ mình play nhé, play để cho mình đến cái chỗ mà đoạn này này. Ăn chơi rất nhiệt tình. Ví dụ đến đoạn này là mình muốn xuất hiện tiếp một cái hộp nữa. Thì bây giờ mình sẽ, đầu tiên mình sẽ copy cái hộp này, có hộp title ở dưới này, mình copy, Ctrl C để copy, xong mình khóa nó lại. Mình dán tiếp vào đây. Đó. Bây giờ mình có một cái hộp chữ thứ hai. Thì cái hộp chữ thứ hai này, ví dụ mình đổi màu cho các bạn dễ nhìn nhé. Tuy nhiên là các bạn có thể dùng chữ màu trắng cũng được. Mình kích đúp vào đây nhé, xong mình chọn hết này. Mình chọn hết, Ctrl A để chọn hết, sau đó mình nhấn vào đây để mình đổi màu. Vì mình đổi nó sang màu vàng. Ok, màu vàng cho nó dễ nhìn. Ok, đấy. Sau đấy mình sẽ play tiếp để mình căn chỉnh xem là nó có chạy chuẩn chưa nhé. Play, đấy, đoạn 1.
ăn chơi dưỡng rất nhiệt tình. Đây là một cô gái xinh xắn đáng yêu, cô yêu đời lạc quan, cuộc sống chăm chỉ. Đấy, thế thôi. Tức là bạn đã có thêm một cái đoạn nữa. Thế còn tất nhiên là cái đoạn này thì bạn sẽ phải đánh máy lại rồi các thứ, hoặc là cắt dán vào. Nhưng các bạn nhớ nhé, bạn sẽ chỉ cắt dán theo từng cái này thôi. Ví dụ ở đây là mình để cỡ chữ 50 thì nó chỉ có mấy cái chữ này thôi. Đây là một cô gái đáng yêu xinh xắn thôi. Còn nếu như bạn giảm nó xuống khoảng tầm 30 thôi ấy, thì các bạn sẽ căn chỉnh được, nó sẽ dài hơn. Có khi là nó có một câu đến chữ yêu đời và lạc quan này cơ, thì bạn mới phải ngắt dòng. Tức là bạn cơ bản là bạn phải copy và bạn dán từng câu một, và sau đấy bạn phải ngắt dòng. Ngắt dòng thủ công xem là nó có chuẩn hay không ấy, nó có phù hợp với trên cái gọi là cái cửa sổ preview này không ấy, để trên video của bạn ấy. Còn nếu như bạn muốn thêm nhiều đoạn nữa thì bạn cứ thế này thôi. Ví dụ đây đến đây, đáng yêu xinh xắn nhiệt tình đấy, cô dẫn lạc quan, về chăn chỉ nhiệt tình chẳng hạn, thì bạn lại copy cái này, Ctrl C. Các bạn khóa cái này vào, Ctrl V, thêm một đoạn nữa. Sau đó bạn đoạn này thì bạn lại kích vào đây. Ví dụ mình sẽ đổi màu cái đoạn này cho các bạn dễ nhìn. Kích vào mo, đổi màu, đổi sang màu tím này. Kích vào OK. Thì nó sẽ thêm một đoạn nữa. Tức là đang chạy 1, 2, 3 đoạn này. Đó. Đây là một cô gái xinh xắn, đáng yêu, cô rất yêu đời và lạc quan, chăm chỉ ăn chơi. Đấy là cái chữ này thôi. Tức là cái chữ ở đây, title. Thế còn ở dưới video thì các bạn có thể thêm hiệu ứng, hoặc là các bạn thêm chuyển cảnh cho video thì tùy. Đấy, tùy. Đấy là cách để các bạn có thể làm tức là làm video và các bạn thêm một đoạn văn bản vào trong video với phần mềm Filmora 11. Mình hy vọng là video này nó hữu ích với các bạn ấy. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy, các bạn có thể comment bên dưới. Và nào muốn dùng Filmora thì các bạn có thể tải, link mình sẽ đặt ở dưới phần mô tả. Và mình có hỗ trợ các bạn mua bản quyền nhé, bản quyền trọn đời của Filmora với giá là 1,5 triệu, sau khi đã giảm giá 20% rồi đấy. Nói chung là các bạn có thể gọi cho điện thoại cho mình hoặc là Zalo ấy, số các thứ thì mình sẽ đặt ở dưới phần mô tả. Thế còn có một số bạn thì hỏi là anh ơi em muốn mua bản 1 năm ấy, tức là bản quyền Filmora 1 năm thì giá bao nhiêu? Thực ra 1 năm thì giá nó khoảng 49 đô ấy, còn mình có mã giảm giá 10% ấy, còn 39 đô. Nhưng mà nói chung là cái bản 1 năm thì nó sẽ không hiệu quả, không tiết kiệm bằng cái bản trọn đời. Vì 49 đô là 50 đô thì nó cũng phải tương đương với 1,2 triệu rồi. Bạn mua bản trọn đời có 1,5 triệu, tội gì phải mua bản gọi là 1 năm dùng cho nó kiểu hết 1 năm rồi. 1 năm nhanh lắm, vẻo cái hết. Cái thứ hai nữa là mình không ủng hộ được các bạn cái đấy. Bởi vì nó liên quan đến cái việc thanh toán ấy. Nếu mà mỗi 1 năm thì các bạn sẽ phải thanh toán, nó sẽ tự động nó trừ tiền trên thẻ của mình. Nó ra là mình sẽ không hỗ trợ được các bạn cái phần đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Chưa đăng ký, nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Tất cả sẽ về Filmora và các loại phần mềm hữu ích cho các bạn làm video. Ok, goodbye thật.